Có mưa đâu anh Vang, trời đang nắng đây này. Và hiệp 1 thì đội doanh nghiệp xã Tân Dân là đội phạt bóng. Linh Chiến, điểm đầu tiên cho Hoa Đức Thọ, 1-0. Máy là buổi chiều hôm nay trời không nắng mọi người ạ. Văn Thanh, thủ tốt của Minh Chiến rồi. Cơ hội dành cho Đức Hành, thủ tốt của Hồng Thuận. Và đổi điểm cho xã Tân Dân, à, doanh nghiệp xã Tân Dân 1-1. Phát bóng bây giờ là Lê Văn Thành. Phá chắn tốt của Huy, đổi điểm cho công an Đức Thọ 2-1. Anh Quang Tung đang live ở giải cái gì nhỉ? Đức Thành. Và xử lý tốt của Đức Thành đổi điểm cho doanh nghiệp xã Tân Dân 2-2. Bước 1 của Trọng Nam. Cơ hội dành cho Huy. Tiếp tục là pha phá chắn của Huy, điểm cho công an 3-2. Sau đó lỗi phát bóng thôi. Điểm cho Tân Dân 3 điểm đều. Cho Tân Dân 3-3. Đứng trước bóng bây giờ là Đức Hành. Giải quân đội này không phải ở Đà Nẵng đâu mấy ơi, ở ngoài Bắc cơ, ở ngoài Hà Nội ý. Em chào anh Duy Bằng, đó là câu trả lời của họ, điểm cho Tân Dân 4-4. Và đội của quân khu 4 đi sẽ đánh bán kết vào lúc 20 giờ đánh với cái gì nhỉ? Quân đoàn 4 mọi người có thể vào cổ vũ cho quân khu 4. Tiếp tục là phá chắn tốt của Trọng Nam, 5-4 cho công an Đức Thọ. À, đánh trông của Lê Văn Thành, điểm cho Tân Dân 5-5. Đúc sâu. Đó là câu trả lời của Trọng Nam. Điểm cho Trọng Nam 6-5. Bán kết 2 mọi người có thể vào trang của 38 Sport NTX để xem nhé. Vẫn là Văn Thành. Đánh bóng tốt. Đội điểm cho Tân Dân 6-6. 6-6. Đây đang trận bán kết mọi người. Buổi chiều này bán kết và chung kết mà. Điểm A. Điểm A cho Tân Dân 7-6. 7-6.
điểm cho công an, 7 đều. 7 đều. Quán bóng ăn điện được tiếp. Điểm cho công an Huyền. Điểm tay cho công an, 8-7. Cực một tốt của thằng con Văn Thành. Điểm cho đội công an Huyền 9-7. Điểm cho công an 9-7. Phạt bóng đi ra ngoài. Phạt bóng ra ngoài. Điểm cho đội chủ nhà Tân Sơn 8-9. Một tốt của Trọng Nam rồi. Bóng sang chân. Điểm cho Tân Sơn 9-9. Cơ hội dành cho Huy. Không qua được ba hàng chắn của xã Tân Dân. Sau đó thì bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho Tân Dân 10-9. Không qua được ba chắn của Tân Dân 11-9. Chiều hôm nay chung kết với mọi người, đánh xong hai trận bán kết này thì sẽ bước vào chung kết luôn. Giải này chỉ đánh trong một ngày thôi. Cơ hội cho Trọng Nam. Chưa qua được hàng chắn của thằng con. Có điểm cho Huy. Điểm cho đội công an 10-11. Điểm cho công an 11-11. Có cần phải zoom lại không mọi người? Zoom thì sẽ không thể đứng chỉ đâu. Đó là câu trả lời của Đức Hành từ Biên Hải. Điểm cho Tân Sơn 12-11. Điểm cho công an 12-12. Được một tốt của Đức Hành luôn. Thằng con. Điểm cho công an 13-12. Giải này không có nguyên mà đùi nhá. Điểm tay cho công an 14-12. Ok, nếu rõ thì mình sẽ không zoom lại nữa mọi người nhá. Giải này không có nguyên mà đùi. Tiếp tục là pha điểm A cho công an 15-12. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ra đúng rồi, bán kết mọi người, ra này không có bùi cương. Cơ hội sẽ dành cho Trọng Nam. Và ghi điểm của Trọng Nam, điểm của Công An 16-13. Ta mỏ nhỏ tốt có mỏ và điểm cho Tân Dân 14-16. Cơ hội dành cho Huy. Rất tiếc đánh bóng đi ra ngoài. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Tân Sơn 15-16. Bán kết chiều nay sẽ đánh hai sân, đây là sân số 1, còn mọi người xem sân số 2 có thể vào 38 Sport NTX. Vẫn còn. Cơ hội sẽ dành cho Văn Thanh. Đánh bóng chắn tốt của Văn Thanh đưa điểm cho Tân Sơn 16 đều. Trọng Nam vẫn còn. Lê Văn Thành ba bỏ nhỏ tốt của Văn Thành, điểm cho Tân Sơn 17-16. Rồi vẫn dành cho Trọng Nam, thủ tốt của Đức Hành. Đó là câu trả lời của thằng con rồi. Đó. Đánh bóng lớn. Điểm cho cả Tân Dân 18. Qua đi điểm thì viết 4 bỏ. Điểm cho Tân Dân 18-16. Cơ hội vẫn là Trọng Nam. Thủ tốt của Tân Dân. Đức Hành. Vẫn còn. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Điểm cho Tân Dân 19-16. Như vậy đội Công an Huyền xin lỗi ý. Công an Huyền xin làm ao lần thứ nhất của hiệp đầu thứ nhất. Chưa mọi người ơi, đây là đang là trận bán kết nhá. Bán kết 1 và bán kết 2 thì đang lành ở sân bên kia. Hết thời gian rồi, xin mời hai đội thì chúng ta quay lại với trận đấu giữa doanh nghiệp xã Tân Dân đối đầu với Công an huyện Đức Thọ. Bán ơi. Ê, đi chi quá trời. Đánh bóng lớn. Đổi điểm cho Công an huyện. Điểm cho Công an huyện 17-19. Đó là pha đánh nhanh của mỏ. Đánh bóng tốt. Đưa điểm cho Tân Dân. Điểm cho Tân Dân 20-17. 20-17. Giải này không có nguyên mọi người. Đánh bóng tốt. Đó là câu trả lời của Minh Chiến. Điểm cho Công An 18-20. Không có giáo đâu mọi người ơi, mình đứng phía dưới luôn. Đánh ở trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Đức Thọ.
Văn Thanh. Đánh bóng tốt. Điểm rời cho Tân Dân. Nhanh của Văn Thanh điểm cho Tân Dân 21-18. Chắn tốt của Chiến, điểm cho Đức Thọ 19-21. Chục 1 của Thắng Con, cơ hội dành cho Đức Thành. Đánh bóng lớn, chắn đỏ điểm cho Tân Dân 22-19. Đúng rồi, chuyền hái, bây giờ Minh Chiến đi chủ công luôn. Chơi dưới mọi vị trí luôn mọi người. Đó là câu trả lời của chàng trai đến từ tôi trẻ Hà Tĩnh. 20-22. Lục 1 của Văn Thành, rồi dành cho Thắng Con. Đánh bóng không qua. Không qua. Điểm cho Quan 21-22. 22. Đức Thành. Chắn bóng ra ngoài. Chắn bóng đi ra ngoài. Điểm cho Tân Dân 23-21. Bước 1 còn trong Nam. Cơ hội dành cho Huy. Vẫn còn Mò. Đẩy bóng nhanh của Mò. Điểm cho Tân Dân 24-21. Chỉ còn 1 điểm nữa thì Tân Dân sẽ giành set boy ở đầu thứ nhất này. Bước 1 tốt của Huy. Không qua được hàng chắn của Mỏ và Đức Hành. Cơ hội kết thúc cho Đức Hành. Và kết thúc hiệp đầu thứ nhất thì Tân Dân dẫn trước Công an Đức Thọ với tỷ số 25-21. Đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Điểm đầu tiên cho doanh nghiệp xã Tân Dân 1-0. Không phải ít đâu mọi người, trời nắng nên là mọi người di chuyển vào ngồi chuẩn nhím hết rồi. Bước 1 tốt của Trọng Nam. Đánh bóng đi ra ngoài. Điểm cho Tân Dân 2-0. 2-0. Điểm A cho Tân Dân 3-0. Điểm cho sàn Tân Dân 3-0. Đứng trước bóng bây giờ là Lê Văn Thành. Bước 1 tốt của Trọng Nam. Đinh Chiến. Thủ tốt của Mỏ. Cơ hội cho Đức Hành. Đánh bóng tốt. Điểm cho Tân Dân 4-0. Bước 1 rất tốt của Trọng Nam rồi. Huy. Đánh bóng tốt. Điểm rồi cho Công an Huyền. Ghi điểm của Huy thủ biên 4. Điểm cho Đức Thọ 1-4. Bàn tóc ăn điểm ai của
của Minh Chiến. 2, 3, 4. Và anh ghi điểm, ăn điểm luôn. Minh Chiến cười rất là tươi. Vẫn còn thủ tốt rồi. Cơ hội sẽ dành cho thằng con. Không qua được hàng chắn của công an huyện. Điểm cho Quan 3, 4. Đánh bóng tốt, điểm rồi, trên đánh điểm sàn Tân Dân. Pha ghi điểm của Đức Thành, điểm cho Tân Dân 5-3. Đội này đội nhì một cũng ba đội có thể đi tổn thất, ba bằng là ba đôi, ba bằng đôi thứ hai. Chắn bóng tốt của Đức Thành, điểm cho Tân Dân 6-3. Bước 1 của Huy. Cơ hội trao cho Nội đi. Bây giờ đánh bóng không qua. Điểm cho Tân Dân 7-3. Bước 1 tốt của... Không được, một chồng nào. Huy đánh bóng không qua. Điểm cho Tân Dân 8-3. Đánh bóng đi ra ngoài của thằng con. Đội điểm công an 4-8. Số 7 đánh đi đội của Tân Dân không cần chắn luôn. Đức Thái đánh bóng tốt, điểm cho cả Tân Dân 9-4. Điểm cho Tân Dân 9-4. Sau đó là lỗ phát bóng của Đức Thành, điểm cho công an 5-9. Đứng trước bóng bây giờ là chàng trai trẻ của câu lạc bộ bóng chuyền Đà Nẵng. À quên, bóng chuyền Hà Tĩnh. Xin lỗi mọi người. Phát bóng ra ngoài. Phát bóng rất mạnh, rất uy lực của Huy, nhưng mà đã đi ra ngoài. Điểm cho Tân Dân 10-5. Quén môn câu lạc bộ Đà Nẵng mọi người ạ. Và 3-6. Đánh bóng ra ngoài. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho xã Tân Dân 11-5 cho xã doanh nghiệp xã Tân Dân. Đặt bói à? Cuối người nói. Cuối người cũng có quán đấy cũng có. Giáng là doi. Ba ghi điểm ơi của thằng con, điểm cho Tân Dân 12-5. Đúng rồi, xong bán kết thì sẽ chung kết luôn. Bán kết 2 mọi người có thể vào xem ở 38 Sport NTX. Đánh bóng ra ngoài. Hai ở sân 62. Tân Dân 13. Đánh 3C thôi mọi người. Chung kết chắc là đánh 5C. Trong Nam phá chắn tốt của Trong Nam, điểm cho công an 6-12. 6-13. Lỗ 6-13 rồi. Quán đồng chuyên hái rồi. Chuyên hái chuẩn ra tiền liên rồi. Đó này. Có điểm cho Tân Dân 14-6.
14 sau. Phát bóng an toàn của mỏ. Cơ hội tấn công cho Trọng Nam. Đánh bóng tốt. Đổi điểm cho Công an 7-14 cho Công an huyện. Bóng bóng bắt lên cho đẹp. Để lên trên hái chuẩn. Sau đó là lộ phát bóng ra ngoài. Điểm cho Tân Sơn 15-7. Tân Sơn 15-7. Minh Chiến không qua được hàng chắn của Văn Thành. Điểm cho Tân Sơn 16-7. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Sở Tân Sơn. Đánh bóng không qua, điểm cho Tân Sơn 17-7. Sau đó là lỗ phát bóng, điểm cho Công an 8-17. Bước 1 của mỏ. Pha xử lý tốt của Tân Sơn. Điểm cho Sở Tân Sơn 18. Doanh nghiệp Sở Tân Sơn. Lần này thì có điểm cho Công an Phúc Thọ 9-18. Không có Đinh Văn Phương mọi người. Đặt bóng tốt. Điểm cho con Huyền 10-18. Đúng rồi, xong bán kết thì sẽ chung kết luôn. Thắng con. Và để bóng rơi tự do. Điểm cho Tân Sơn 19-10. Đánh bóng tốt, đổi điểm cho Công an Huyền. Điểm cho Khoa 11-19. Cơ hội sẽ dành cho Công an. Không hiểu ý nhau. Có điểm cho Tân Dân rồi. Đánh bóng tốt. 20-11. Bước một tốt còn Trọng Nam. Bỏ nhỏ có điểm của Huy. Điểm cho Công an 12-20. Thằng con không qua được hàng chắn của Trọng Nam. Điểm cho Công an 13-20. Các bạn thường trực xin lưu ý một số khán giả chúng ta ngồi ở phía tầng 2 ở của nhà làm việc, đề nghị chúng ta vào trong lăng can, chúng ta không ngồi ở phía ngoài nhé. Cơ hội cho Trọng Nam. Không qua được hàng chắn của họ. Điểm cho Tân Dân 21-13. Mười ba. Đâu đánh ai đây?
viên hải kiểm tra chiếu phố quân phủ viên hải như là toàn phòng đánh bóng tốt pha ghi điểm từ biên 4 một trong 5 điểm cho công an 14-21. Câu trả lời của Văn Thành, điểm cho Tường Dân 22-11. Đức Hành ấy. Đức Hành nó đối hạt tinh cũng có thời phá chắn tốt vào trong nam điểm cho công an 15-22. 15-22. Đội Tân Trân có sự thay đổi người, cầu thủ chúng đó một dân. Không phải. Cầu thủ đây đã có cái bóng lên lên công an luôn. Một game phải tranh đến trên hơi câu trả lời từ đằng sau của Huy, điểm cho công an 16-22. Quả lên cân cấn là đây đấy. Bước 1 bắt đẹp đi lái để dù. Sau đó là lỗi phát bóng đi ra ngoài, điểm cho Tân Dân 23-16. Cái tên bước vào trận chung kết chiều nay rất cân với doanh nghiệp xã Tân Dân rồi. Minh Chiến và bỏ nhỏ tốt của Minh Chiến, điểm cho công an 17-23. Đó là câu trả lời của Văn Thành. 24-17. Một điểm số nữa thôi thì tiếp tục xã Tân Dân sẽ giành set boy ở đầu thứ hai này và cái tên đầu tiên được vào trận chung kết chiều nay. Đánh bóng tốt, điểm đầu ghi điểm hàng sau của đồng Nam, điểm cho công an 18-24. Điểm thứ 19 cho công an 19-24. Vẫn còn kết thúc hay không? Qua bóng an toàn rồi. Cơ hội sẽ dành cho công an. Điểm thứ 20 cho công an Thọ. Điểm đội công an huyện 20-24. Đánh xong hai trận bán kết thì là chung kết luôn mọi người nhé. Chống lên hết bóng xong rồi. Cần một quả. Thắng giờ. Phạt bóng ra ngoài. Và phạt bóng đi ra ngoài, điểm cho Tân Dân 25-20. Ở bán kết thứ nhất thì xã Tân Dân đã chiến thắng với tỷ số là 2-0. Cái tên đầu tiên bước vào trận chung kết chiều nay đó là doanh nghiệp xã Tân Dân.